rất nhiều gà các bạn ạ. Gà Định Hóa đấy, đây là vịt này. Ở đây toàn gà đồi thôi, gà xịn thôi các bạn. Tắt kèn nước à? Cái này để làm gì mà? Nó mời khán giả đi. Mời mọi người nhá. Mời cả nhà nhá. Đừng quay đã. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của tôi. Hiện giờ thì tôi đang có mặt tại chợ Quán Vuông. Đây là một trong những chợ lớn nhất ở huyện Định Hóa. Và hôm nay thì phiên chợ ngày Tết. Bây giờ thì để biết trong đấy như thế nào thì xin mời các bạn cùng tôi vào trong để khám phá nhé. Xin chào bạn Leo nhá. Bán được nhiều chưa? Bán được, hôm nay mình bán... Năm nào bán bưởi nhỉ? Năm nào bán bưởi bán... Đẹp đấy. Chắc còn nhiều một tí, quay lại mua quả nhá. Tí ấy đi, cho là đi qua lại, bây vào chợ chơi tí đã. Thế bữa này bán đâu cân hay bán thế nào? Bán 25.000 quả. Đấy các bạn bạn không, bạn bây giờ rảnh thời gian thì bạn cứ chọn quả đẹp trước đi, xong tí nữa không có quả đẹp. 52.000. Tí nữa chưa ra không có quả đẹp đi, chọn quả. Ui đấy, mà, đây còn nhiều mà. Đấy các bạn mua bưởi Tết thì nhớ các bạn hợp nhá. Phải hợp. À chuẩn bị đóng phim nhá. À rồi. Đặc biệt. Hôm nào ấy thì báo nhá. Thôi đi nhá, đi vào đây chơi tí nhá. Rào, rất nhiều rào. Chào các bạn. Em có biết lâu anh ạ? Rào này hay nhỉ, con này bao nhiêu anh? Con này hay 5.000 thôi. Lát các bạn đã mua rồi đi chơi đi đã. Bây giờ mình sẽ đi phụ bên này cho các bạn xem nhé. Một cái điều mà mình thích ở những cái phiên chợ như thế này đó là ở đây mặt hàng của người dân ấy mang ra bán rất là nhiều. Và có rất nhiều cái sản phẩm mà nó độc đáo các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi tìm những cái hay ho cho các bạn xem nhé. Các bạn phải lấy cho em xem tiêu. Khu vực này là phía chợ rau quả các bạn ạ. Thắng Tết không chưa? Nghe rồi, tổng giận lắm. Đi chơi rồi đi. Đi nhá. Đây là cái sản phẩm hot nhất trong năm nay đây các bạn. Camera quay gì đấy? Em đi quay chợ thôi anh ạ. Thì gà thì lợn rất nhiều. Bà cũng vất vả chứ. Đây mang này các bạn. Đây ông kia. Công ty nhôm kiến an Hải Phòng đang có chương trình khuyến mại 100.000 tại chốt trận nhôm, 100.000 hỗ trợ trong nhôm, 100.000 hỗ trợ nhôm. Công ty đang có chương trình khuyến mại chỉ có 10 ghế, chỉ có 10 ngàn. Cả ba công ty đang có chương trình
Chúng ta qua đây xem gà nhé. Các bạn thấy gà đây. Gà quá đẹp luôn. Gà với bao tiền cân bà? Gà này bao tiền cân? 80 à? Cái này là gà gà ta đúng không? Gà ta. Còn một con thôi. Gà ta đi. Anh Chính à? Em đi chơi ra tí quay lại mua. Bây giờ mua thì không cầm được. Tí đâu có lại nhá. Rất nhiều gà các bạn ạ. Gà Định Hóa đấy. Đây là vịt này. Ở đây toàn gà đồi thôi, gà xịn thôi các bạn ạ. Đấy, rất nhiều gà. Đây là cá này. 18 15 nghìn. Hả? Đi ăn gì? Có. Em đang ăn gì đâu? Đi ăn đi. Đi ăn gì đi? Bây giờ đi ăn gì? Đi. Đi ăn gì? Mày ăn bánh không? Hôm nay thì mình được hai người đẹp đưa đi ăn. Đấy, không phải mình đưa mà người đẹp đưa đi ăn. Đấy. Các bạn đấy nè. Ăn gì ăn? Vào đây. Thôi. Chơi chỗ phải làm đấy, không phải giả đâu. Cái gì đây? Ok. Đây là bánh gì đấy bác? Đâu? Bánh gì đấy ạ? Đây là bánh xì ón. Bánh xì ón này. Nó có nhiều tên lắm. À. Bánh dày tàu, bánh xì ón, bánh bột, bánh. Cái này bên trong này có nhân không? Có. Ai nhận anh nào? Các bạn nhìn thấy hay không? Đặc biệt không? Đấy chị. Cái này Định Hóa, đây là đặc sản Định Hóa bác nhỉ? Đấy, đặc sản. Đấy các bạn thấy chưa? Ăn đi tí em gọi, em cho em bánh kia. Chị cứ ăn đi, tí em lấy. Thôi ăn đi, quay đi. Cứ cầm đi, tí em ăn bánh kia cơ. Chị cứ ăn đi. Đây, ngồi đây, ngồi đây. Chị cứ ăn đi, tí em lấy. Thế chỗ ngồi rồi. Ngồi đây Hợp ơi, ngồi đây. Ngồi đây ăn. Ba cho cháu quay đi nhá. Nó mời khán giả đi. Mời mọi người nhá. Ok, bây giờ mình sẽ thử. Những người đặc biệt. À, đây là đặc biệt đấy, đặc biệt đối với cháu ấy. Không phải, nhưng mà bây giờ gọi là quay lại tuổi thơ hồi xưa mấy năm rồi mới ăn thế này. Thời gian lâu lắm mình không ăn cái bánh này các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn món này nhá. Cái bánh này là mình bác ơi, mình cũng chiên như thế này đúng không? Xong rồi mình tắm đường đúng không? Mình đun đường lên đúng không? Đúng rồi. Thật ra mình thích ăn cái này hay hơn là cái kia các bạn, mới ngọt hơn. Mời các bạn nhé. Ngon các bạn ạ. Các bạn mà đi chợ Quán Vương thì nhớ qua quán của bác này ăn bánh nhé. Bánh ngon lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngon không Nhật? Có. Lại xem cái phim hài trong bao lì xì lại có tiền. Để ra đầu mà. Không, 15 ở ngoài nước đầu thôi. Ra có gì đâu. Còn chưa tính đến cái chuyện là được tiền, những cái tiền rác mua kia hay không. Đừng có đùa với mấy cái ông rất mua. Mình nhà cũng không giàu bằng họ đâu. Có khi để nhặt được cái đồ cổ. Nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi xin chúc tất cả mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, làm ăn phát tài, an khang thịnh vượng. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nhé. Đừng quên bấm like và đăng ký để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.